Vào lúc rạng sáng, khi những màn sương mờ đang dần tan biến, thì cũng là lúc những chiếc thuyền máy của bà con ngư dân làng biển Lý Hòa rẽ sóng cập bờ. Mỗi chiếc thuyền trở về với thành quả là những con mực tươi rói. 12 giờ cho đến 3 giờ là mình đi ra đến chai khoảng một tiếng, 2 tiếng đồng hồ là mình làm. Mình lên điên là nổ máy, tối là mình nổ máy là lên điên là cái tờ cấu. Nó ăn thì mình cấu, mà không ăn thì mình nó lên lôi, không ăn thì mình chập, chạy nó đâu là phải đến chứ. Mùa khai thác mực thường bắt đầu từ tháng Giêng đến tháng 8 âm lịch hàng năm. Để khai thác mực, ngư dân làng biển Lý Hòa sẽ sử dụng hai phương thức truyền thống, đó là câu và chụp. Buổi tối, mỗi chiếc thuyền chở theo 1 đến 2 ngư dân sẽ xuất phát ra biển để khai thác mực và trở về vào sáng sớm hôm sau. Thời điểm này đang là cao điểm của mùa khai thác mực. Vì vậy, mỗi chuyến biển, một ngư dân có thể khai thác được từ 5 đến 10 kg mực và nếu may mắn có thể lên đến từ 20 đến 30 kg mực. Giá mực trên thị trường hiện nay tương đối cao, dao động từ 150 đến 350 ngàn đồng 1 kg. Muốn khai thác để có mực nhiều là mình phải là chọn một cái vị trí thích hợp và nó nhờ những cái điểm đó để mà là ra mà đánh bắt, bởi vì nói chung con mực nó chuyển làn từ làn đi sang đến làn khác là mình phải là khéo léo. Nói chung là mùa mực năm đây thì so với năm ngoái thì có đỡ hơn nhiều. Tỉnh Bình Quân một chuyến biển thì cũng cỡ 1 triệu, từ chi phí thì cũng cỡ 700-800, nói chung là cũng đủ tăng tải cuộc sống hàng ngày. Cùng với việc đầu tư nâng cấp tàu thuyền, ngư cụ, sự cần cù chịu khó của bà con ngư dân, những chiếc thuyền khai thác mực của làng biển Lý Hòa đang ngày ngày vươn khơi bám biển, mang theo kỳ vọng về một mùa biển thảng lợi và góp phần giữ vững vùng biển, vùng trời thiêng liêng của Tổ quốc.